Không tin nổi Trường Giang bị đuổi học vì xấu, kém tài, Tuấn Hưng học mãi không được ra trường. Trước khi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Tuấn Hưng từng có 3 năm theo học ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Dân lập Thăng Long. Theo tiến trình, anh sẽ tốt nghiệp vào năm 2000, thế nhưng đến tháng 1 2013, trường Đại học Dân lập Thăng Long bất ngờ đưa ra quyết định buộc thôi học với Tuấn Hưng vì vượt quá thời gian học tập tại trường. Trong danh sách này, một sinh viên tên là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 5 tháng 10, 1978 được cho là ca sĩ Tuấn Hưng vì các thông tin tên họ và ngày sinh này hoàn toàn trùng khớp với anh. Tuy nhiên trên thực tế, từ năm 1999, Tuấn Hưng đã tự ý dừng việc học để theo đuổi đam mê ca hát, mặc dù gặp không ít lời phản đối từ người thân bạn bè. Bản thân Tuấn Hưng cũng không hề giấu giếm điều này trước công chúng, nhưng anh không ngờ rằng sau 13 năm nghỉ học, nhà trường lại đưa ra quyết định buộc thôi học với anh. Hiện tại Tuấn Hưng vẫn thành công trên con đường ca hát, đặc biệt có lượng fan khủng nhất nhì showbiz Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến các Phượng phải bươn chải từ bé. Với khả năng của mình, các Phượng đậu vào trường sân khấu. Thế nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, các Phượng phải đi làm thêm nhiều việc, nên việc học cũng theo đó bị lơ là. Cô chỉ được học vỏn vẹn một năm thì bị trường buộc thôi học vì nghỉ học quá nhiều. Cô từng chia sẻ, gia đình tôi sống ở Bạc Liêu, lúc mới lớn chỉ một lần theo cha đi Sài Gòn, nghe trường sân khấu có tuyển sinh, thích quá bèn thi đại. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao ngày đó mình lại đậu, nhưng gia đình tôi nghèo lắm, hồi nhỏ tôi phải vừa đi học vừa phụ mẹ buôn bán lặt vặt. Khi lên Sài Gòn tôi phải tự bươn chải, cũng vừa học vừa theo bạn bè trong trường đi làm, ai kêu gì làm nấy. Cốt sau có tiền trang trải cuộc sống nên phải bỏ nhiều giờ học, bị nhà trường cho nghỉ. Tôi không muốn về quê hay tìm công việc gì khác, cứ đau đáu một ước mơ theo đuổi nghề diễn mà tôi có cảm giác như yêu nó hơn chính bản thân mình. Hình ảnh ngày xưa còn trẻ của các Phượng, đây là thời điểm đam mê nghệ thuật của cô trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Hiện tại các Phượng là nữ diễn viên đình đám của Việt Nam, cô từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cánh đồng bất tận, Phận làm gái. Hình ảnh hạnh phúc gia đình các Phượng. Trường Giang là một cái tên sáng giá của sân khấu hài Việt Nam hiện tại. Anh được kỳ vọng là người sẽ chiếm ngôi của danh hài Hoài Linh. Thế nhưng có một sự thật là mười khó Trường Giang từng hai lần bị đuổi khỏi trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Trường Giang theo học lớp diễn viên của trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Thế nhưng với ngoại hình thấp bé không hút mắt, lại cộng thêm giọng địa phương quá nặng, anh từng bị thầy chủ nhiệm yêu cầu nghỉ học với lý do không có tố chất tiềm năng. Không nản chí, anh tiếp tục thi đậu rồi theo học khoa đạo diễn. Nhưng rồi một lần nữa Trường Giang bị buộc thôi học vì lý do không có tài năng. Nam diễn viên Trường Giang từng chia sẻ, lần đầu tiên tôi học khóa diễn viên, thầy chủ nhiệm đã la mắng tôi. Thôi em nghỉ học đi, em không có tố chất, tiềm năng gì của một diễn viên cả. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm. Rồi sau đó 2 năm tôi trở lại trường thi vào khoa đạo diễn, vì nghĩ lĩnh vực này không cần ngoại hình đẹp. Thế nhưng cũng không xong, tôi đi học. Thường lý lắc làm nhiều trò nghịch, hồi đó tôi quá nghèo, học phí thì nợ triền miên. Thế là lại bị cho nghỉ học vì không có tài năng. Nghệ sĩ Hữu Lộc gọi tôi tới sân khấu Nụ Cười Mới. Rồi tôi được theo anh Lộc, anh Hoài Linh đi diễn hài. Lúc đó tôi mới thật sự tìm ra lối đi cho cuộc đời mình. Hiện nay Trường Giang đang là nam diễn viên xuất sắc của làng hài Việt, được đông đảo khán giả yêu mến. Từng tuyệt vọng mất phương hướng nhưng Trường Giang đã cố gắng vươn lên từng ngày. Đặc biệt gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, người dẫn chương trình yêu thích nhất. Trường Giang vừa kết hôn với Nhã Phương, cặp đôi vợ chồng hot nhất showbiz Việt luôn hạnh phúc mặn nồng bên nhau. Cưới 1 năm rưỡi mà chưa thấy bầu bì, nhìn việc làm của vợ chồng Khởi My mỗi tối mà fan lo ngay ngáy, vẫn là vợ chồng son. Nhưng nhìn hành động này của Khởi My và Kevin Khánh mỗi tối mà fan ái ngại thay. Khởi My Kevin Khánh cưới nhau từ cuối năm 2017, tính đến nay cũng gần 1 năm rưỡi. Điều mà fan sốt ruột nhất có lẽ chính là Khởi My vẫn chưa chịu có tin vui. Hiện tại cả hai vẫn hoạt động nghệ thuật đều đều, chăm chỉ đi diễn tỉnh. Nhiều người tò mò về cuộc sống của vợ chồng Khởi My sau khi kết hôn. Buổi tối cả hai làm gì mà mãi chưa chịu có em bé thì đây là câu trả lời. Mỗi tối hay có thời gian rảnh rỗi là Khởi My Kevin Khánh lại chơi game. Từng suốt cả hai chơi game dày đặc, thậm chí lúc mới cưới Khởi My còn chơi game trong bóng tối, hoặc Kevin Khánh tự ngủ. Xem ra cặp đôi này vẫn rất ham chơi, chưa chịu bầu bì và sẵn sàng với cuộc sống làm phụ huynh. Khởi My Kevin Khánh lúc nào cũng hài ước. Vừa qua Khởi My còn hào hứng khoe thành tích chơi game trên Facebook. Và đó không phải là lần đầu tiên, thỉnh thoảng cô lại đăng Instagram như một gamer chính hiệu. Khởi My tỏ vẻ hào hứng khi chia sẻ thú vui của mình. Có thể thấy cô nàng chơi rất nhiều game. Cô còn dìm hàng chồng đăng ảnh lúc anh đang chú tâm chơi game.
Ngay từ lúc mới cưới, Khởi My đã mê chơi game. Kevin Khánh cũng không ngoại lệ, ngoài chơi game anh còn cày phim. Mỗi lúc Khởi My chơi game thì Kevin Khánh chỉ biết ngồi chụp ảnh rồi bị bôi trên mạng xã hội. Anh chàng cũng mê game chẳng kém vợ. Kevin Khánh còn trêu rằng xây tiệm internet cho Khởi My ở nhà. Nửa đêm rồi mà Khởi My vẫn mò mẫm trong bóng tối để chơi mặc kệ Kevin Khánh. Độ mê game của hai vợ chồng nhà này quá bá đạo. Khởi My còn rất hay đăng ảnh dìm chồng với cuốn cưng. Ăn chơi khét tiếng như Lâm Chấn Khang, ô tô mua 5-7 chiếc, cho vợ cả sắp tiền shopping. Lâm Chấn Khang được biết đến là một ca sĩ hỗ trợ, nhưng với tài năng và nỗ lực của mình, hiện giờ anh có cuộc sống giàu có và sung túc với căn hộ cao cấp xế hộp. Được khán giả biết đến là một ca sĩ hát tại hội chợ, Lâm Chấn Khang được nhiều người yêu mến và dần trở thành gương mặt ăn khách tại các hội chợ tỉnh. Mặc dù không nổi đình đám như các sao hàng A trong showbiz Việt, nhưng anh cũng có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Với biệt danh ông vua miền Tây, cũng đã hiểu được khán giả yêu mến anh đến đâu. Anh gây ấn tượng với những ca khúc My Name Hạo Nam, Hết Tình Hết Tiền. Không Em Anh Vẫn Sống, Nghĩa Nhân Hạo Nam. Tuy chỉ hát ở sân khấu nhỏ tại các hội chợ, nhưng tiền cát-xê của anh không hề nhỏ. Không chỉ tung hoành tại các hội chợ, Lâm Chấn Khang còn thu về lượt phiêu khủng, điển hình là phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ. Vì vậy nên cuộc sống của chàng ca sĩ này vô cùng sang chảnh. Anh sở hữu căn hộ cao cấp, trang sức đắt tiền và vài ba chiếc xe hơi tiền tỷ. Lâm Chấn Khang đã sở hữu vài ba chiếc xế hộp đắt tiền. Một góc căn hộ của Lâm Chấn Khang, anh thường xuyên đăng hình có sự xuất hiện của những món trang sức đắt tiền bằng vàng pha lê, các loại đá quý khiến khán giả vô cùng ghen tị. Không chỉ sắm sửa cho bản thân mà anh còn dùng số tiền khủng của mình để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là với người bạn gái đã bên cạnh anh suốt 15 năm. Vào ngày 3 tháng 1 2019, Lâm Chấn Khang đã cầu hôn Kim Jun Si, cô bạn gái mang hai dòng máu Việt Hàn bằng nhẫn kim cương, xế hộp tiền tỷ, khiến bao người ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn gái của anh cũng từng khoe số tiền lớn anh cho cô để đi mua sắm. Với Lâm Chấn Khang, đó là những gì cô xứng đáng có được khi cùng anh đi qua bao khó khăn, từ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng, và chính cô là người đưa anh ra khỏi quá khứ xa đọa. Đặc biệt, cặp đôi mỗi khi có thời gian rảnh thường cùng nhau đi du lịch, thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Tay chơi khét tiếng một thời, nay đã trở thành chàng ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến và có cuộc sống giàu có đầy ngưỡng mộ. Hạnh phúc hơn là anh có một người vợ yêu mình thật lòng, một mái ấm tuyệt vời, đó là điều khiến khán giả cảm thấy vui nhất. Phản ứng của Linh Nga và cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi thấy Văn Lâm mua xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ. Chiếc xế hộp mới được xem là ước mơ bao lâu nay mà thủ môn Đặng Văn Lâm ấp ủ để dành tặng bố khiến cộng đồng mạng và chị gái Linh Nga vô cùng xúc động. Hình ảnh Đặng Văn Lâm khoe tặng bố xế hộp không chỉ khiến fan mà đặc biệt chị gái nữ diễn viên múa Linh Nga vô cùng ngưỡng mộ xúc động. Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn điển trai Đặng Văn Lâm có tên gọi thân mật là Lâm Tây, chia sẻ hình ảnh bố mẹ đứng bên, chiếc ô tô mới kèm dòng chữ thực hiện ước mơ của mình, tặng bố. Đây là món quà tặng mà thủ thành số 1 tuyển Việt Nam dành cho bố mà anh đã ấp ủ từ lâu, hiện tại bố mẹ Đặng Văn Lâm sống ở Nga. Có lẽ đây chính là ước mơ bao nhiêu năm ấp ủ mà nam thủ môn Đặng Văn Lâm tích góp mua, xế hộp tiền tỷ để tặng bố. Sau khi bức ảnh Đặng Văn Lâm chia sẻ, thu hút hơn 31.000 lượt like và hơn 800 bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước món quà mà Đặng Văn Lâm dành cho gia đình sau quãng thời gian dài nỗ lực không ngừng. Chị họ Linh Nga khen ngợi Văn Lâm, việc làm đáng yêu nhất, bao nhiêu công sức và mồ hôi của em để em làm món quà tặng bố Sơn. Trong đó, một số đồng đội của Lâm Tây cũng để lại bình luận chúc mừng. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu viết, Đặng Văn Lâm, anh là số 1, tuyệt vời quá, chúc mừng anh và gia đình. Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh chia vui. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn gửi lời chúc mừng tới Văn Lâm, xuất sắc, cháu làm tốt lắm, chúc mừng anh, chắc ba mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây, là những bình luận để lại. Chưa đầy một tháng sang Thái, cùng 9 năm thi đấu xa nhà, mới đây Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe món quà đặc biệt tặng bố mẹ. Được biết, nam cầu thủ Đặng Văn Lâm có thành tích thi đấu, phong độ xuất sắc. Suốt nhiều mùa giải vừa qua, anh được câu lạc bộ của Thái Lan chiêu mộ với mức lương lên tới 10.000 đô và được cấp xe nhà riêng. Nam cầu thủ sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, bố nam cầu thủ là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, đồng thời là em trai song sinh của nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, bố của diễn viên múa Linh Nga. Mẹ của Đặng Văn Lâm
Là diễn viên người Nga, hiện gia đình Đặng Văn Lâm sống ở một căn nhà nhỏ Thanh Bình ở thủ đô xứ sở Bạch Dương. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, Đặng Văn Lâm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây là quả ngọt đầu tiên mà Văn Lâm dành tặng cho gia đình sau chuỗi thi đấu thành công trong suốt năm 2018 và đầu năm 2019 của chàng thủ môn điển trai. Phản ứng của Phi Thanh Vân khi thấy Long Nhật đi chuyển giới ở tuổi U60, dòng trạng thái ẩn ý mới đây của nam ca sĩ gốc Huế Long Nhật về chuyện phẫu thuật chuyển giới khiến đông đảo dân mạng và bạn bè nghệ sĩ vô cùng tò mò. Long Nhật úp mở về công cuộc làm lại từ đầu và sẽ công bố với dư luận ngay sau khi hoàn thiện. Những động thái của Long Nhật làm rộ lên nghi án anh quyết định phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 52. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, ca sĩ Long Nhật khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh đang ở trong bệnh viện kèm chú thích gây tò mò, nam ca sĩ viết: "Mình thích thì mình làm thôi." Sau đó anh cũng gây hoang mang khi công khai hình ảnh đeo khẩu trang kính râm và đội mũ kính mít đến trung tâm thẩm mỹ kèm dòng trạng thái: "Lột xác, điều gì đến cũng phải đến." Ngay lập tức, dòng trạng thái này thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nam ca sĩ Long Nhật gây tò mò với hình ảnh trong bệnh viện kèm dòng trạng thái bất ngờ. Hình ảnh đăng tải nam ca sĩ viết khẩu trang kính mít, đeo kính râm, bước vào một trung tâm thẩm mỹ khiến dân mạng rộ lên tin đồn anh quyết định đi chuyển giới. Theo như Long Nhật đã úp mở về một quyết định hệ trọng của cuộc đời và chỉ công bố với khán giả sau khi hoàn thiện, nam ca sĩ còn tiết lộ thêm rằng gia đình hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ để lại bình luận thắc mắc. Diễn viên Đoàn Minh Tài viết: "Đừng nói chế đi chuyển giới nhé, em đang run nhẹ." Trước câu hỏi của đồng nghiệp, nam ca sĩ chỉ âm thầm nhấn nút like. Nghệ sĩ Minh Nhí choáng váng: "Đừng nói với tôi là đi chuyển giới nha, thôi giả gái là được rồi, đẹp lắm rồi." Long Nhật lập tức đáp lời: "Em yêu ông thầy của em quá đi thôi." Còn Phi Thanh Vân nổi tiếng là người dám chi tiền khủng để thực hiện gần 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng bình luận dưới bài viết: "Phi Thanh Vân còn tuyên bố sẽ tài trợ 100% kinh phí nếu anh chuyển giới thật. Đừng nói với em chế yêu xinh đẹp đi chuyển giới nhé, nếu chế làm em gái tài trợ 100%, sau khi xinh đẹp rồi về làm hình ảnh quảng cáo với em nhé." Có lẽ chính sự úp mở của Long Nhật để đi phẫu thuật chuyển giới, những hình ảnh trên trang cá nhân của nam ca sĩ khiến nhiều người khá tò mò. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng để xác thật, không biết đây có lẽ là sự thật hay không.